thôi, vậy không mua một cái nha. Không. Không mua một cái thì chị đưa đi xích đu. Được không? Được không? Ừ. Nghe cái gì vậy? Ừ, nghe nó đi xích đu không? Gì vậy? Sao? Em thích. Không xích hả? Không. Sao không thích? Em thích. Cái môi chị nên dễ thương lắm mà. Rồi, dạ không mới mà gọi số rồi, anh gọi trong cung đó. Hả? Em thích môi chị đâu? Em không thích môi chị đâu hả? Ừ. Môi chị dễ thương lắm á. Hả? Khỏi, khỏi hả? Ừ. Không một cái thôi đi xích đu nha. Mẹ em cho. Rồi có chưa xin môi mình vàng. Sao? Cô Vũ cho đâu. Cô Vũ cho mà. Sao? Chị đi làm môi. Hả? Em đợi môi. Alo. Tay hôm nay bự lắm rồi nha bố nha. Rồi hôn má chị cái đi.